Alo, hello các bạn. Trời ơi, nay livestream cái nhỉ? Không biết các bạn hôm nay livestream sớm, bởi vì hôm nay kết thúc nhóm chuyên đề 5, buổi cuối cùng rồi nhá. Trời ơi, buồn. Buồn, thật là buồn, buồn, thật là buồn. Nay cô sẽ chữa cho các bạn về một cái bài mà các bạn đang rất cần. Đó chính là bạc cụ tứ, bữa cơm người đói, đúng không? Đúng rồi, bữa cơm người đói. Sao nào các bạn gọi nhau vào học đi. Thì nơi rồi. Học, học nữa, học mãi. Học, 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 học và học. Nào, bữa cơm người đói đi các bạn đi. Nhớ. Ok. Hát bài gì nhỉ? Mình cùng nhau đóng băng. Trời ơi, nhiều khi cứ nghêu ngao ấy, hát có được đâu mà nhiều khi cứ nghêu ngao. Thế nó mới vui, vui, thật là vui. Xem nào hôm nay xem có được đến 2.000 mắt không nào. Ơi, cứ nhắn tin xin fanpage thôi. Mà hôm nay like đây, like về cái điều mà các bạn cần đây. Mà không biết rằng là có lên mà xem không, hay là chẳng xem. Hả? Đến lúc like thì chả xem đâu. Đấy, xem có lên được 2.000 mắt không. Đây, bà cụ tứ mà các bạn cần đây. Nếu như mà các bạn chia sẻ được 2.000 mắt xem trực tiếp thì cô đọc cho bạn nghe bài văn mẫu luôn. Đấy, không thì thôi chỉ giải cho bạn đoạn này thôi. Thế nhé. Thế thôi. Đấy. Các bạn quá là ok. Rồi. Nào, xem được 2.000 chưa nào. Uầy. Thế nhá. Xem nào, bữa cơm mới nói là. Uầy. Em mới cài cái video vợ nhặt của cô xong. Ừ, đang tích cóp tiền. Em tích cóp tiền còn mua, mua cái gì đấy? Hả, mua cái gì đấy? Chuẩn bài rồi đúng không? Cô ơi, giờ em đăng ký chuyên đề 5 được không? Không, vớ vẩn. Bây giờ rồi, thắng là ở chuyên đề mấy em nhỉ? Thắng là chuyên đề mấy? Chuyên đề 5, giờ em đăng ký chuyên đề 5 mà thôi, nghỉ rồi, kết thúc rồi. À, hôm nay Tây Ban Nha vô địch rồi à? Ở Tây Ban Nha đúng không? Tây Ban Nha có phải là cơn lốc màu da cam không nhỉ các bạn nhỉ? Cô nói sơ về sóng đi, sóng á. Rồi, chia sẻ đi xem nào. Lòng bè đến đâu nào. Mua xe lên phi cô nay nhóm kín vô hết ạ. Chuyên đề năm hôm nay kết thúc rồi. Nào, hôm nay chúng ta sẽ đến bữa cơm ngày đói nhá. Bữa cơm ngày đói trông thật thảm hại. Giữa cái mẹt rách độc có một lùm rau chuối thái rối và một đĩa muối ăn với cháo, nhưng cả nhà ăn đều rất ngon lành. Bà cụ tứ vừa ăn về kể chuyện làm ăn, gia cảnh với con dâu. Bà nói toàn chuyện vui, toàn chuyện sung sướng về sau. Chàng ạ, à, khi nào có tiền ta mua lấy đôi gà. Tao tin rằng cái chỗ đầu bếp kia làm cái chuồng gà thì tiện quá. Ngoảnh đi ngoảnh lại, chẳng mấy mà có ngay một đàn gà. Thích thịt con nào thì thịt. Cô sẽ kể cho bạn nghe một cái câu chuyện rất hay, đó chính là về cái đoạn ngoảnh đi ngoảnh lại chẳng thấy mấy mà có con gà thích thịt con nào thì thịt. Thực ra cái câu thích thịt con nào thì thịt đó là chính là cô lấy ở trong một cái câu chuyện hài. Thế nhiều khi cô đưa vào để cho kiểu như là tạo một cái điểm nhấn cho bạn để vui vui thôi. Có một bạn mà bạn ấy đi thi mà bạn ấy nghe mà bạn viết luôn cả câu thích thịt con nào thì ôi chắc tôi chết luôn ấy nhá. Ở đây có nghĩa là trong đoạn văn nó chỉ có câu đó chính là ngoảnh đi ngoảnh lại chả mấy mà có ngay một đàn gà cho mà xem. Đấy, thì đây là cái chi tiết mà tự là thể hiện cho cái niềm tin của bà cụ tứ vào tương lai.
tương lai của các con, rồi cũng sẽ như cái đôi gà kia, cũng sẽ đẻ ra một đàn gà đấy, thể hiện sự đông đủ, gọi là quây quần, thể hiện cái sự sinh sôi nảy nở sau này. Cái câu thích thịt con nào thì thịt là cô chỉ nói mà để các bạn, cho các bạn nhớ cái chi tiết đấy cho các bạn vui thôi đấy. Thế mà đi thi nó viết luôn câu thích thịt con nào thì thịt. Ôi dồi ôi, thế mới canh chứ. Đấy, thế mới vui chứ, vui đáo đẻ luôn. Thực sự như thế, chưa thấy các bạn hài hước như thế. Chứng tỏ rằng là gì ạ, chưa đọc bài. Đấy, chàng chỉ vâng, chàng vâng rất ngoan ngoãn. Chưa bao giờ trong nhà này mẹ con lại đầm ấm hòa hợp đến thế. Câu chuyện trong bữa ăn đang vui thì bỗng ngừng lại. Niêu cháo lõng bõng nước, mỗi người chỉ hai lưng đã hết nhẵn. Bà lão đặt bát xuống, nhìn hai con vui vẻ. Chúng mày đợi u nhá, tao có cái này hay lắm cơ. Bà lão lật đật chạy xuống bếp, lễ mễ bưng ra một cái nồi cháo bốc lên nghi ngút. Bà đặt cái nồi xuống bên cạnh cái mẹt cơm, cầm cái muôi vừa khuấy khuấy vừa cười. Chè đây đấy, bà lão múc ra một bát chè khoán đấy, ngon đáo đẻ cơ. Người con dâu đón lấy cái bát, đưa mắt lên nhìn, hai con mắt thị tối lại thì điềm nhiên vào miệng. Chàng cầm cái bát thứ hai mẹ đưa cho, mẹ vẫn tươi cười đon đả. Cám đấy chúng mày ạ. Hì, ngon đáo rẻ, cứ ăn thử mà xem. Xóm ta khối nhà còn chả có cám mà ăn đấy. Chàng cầm đôi đũa, gợt một miếng bỏ vào miệng. Hắn chun ngay mặt lại, miếng cháo đắt đắng chát cứ nghẹn bứ ở trong cổ. Bữa cơm từ đây không ai nói nhau một câu gì. Họ cắm đầu ăn cho xong, họ tránh nhìn nhau, một nỗi tủi hờn len lỏi vào trong tâm trí của họ. Đề bài yêu cầu bạn phân tích hình ảnh bữa cơm ngày đó trong đoạn trích trên, từ đó nhận xét ngòi bút nhân đạo của nhà văn, ngòi bút hiện thực của nhà văn Kim Lân. Hoặc người ta cũng có thể hỏi các bạn như sau. Đấy. Nào, hoặc là người ta có thể hỏi các bạn nhé. Hoặc là người ta có thể hỏi bạn là phân tích diễn biến tâm lý của bà cụ Tứ trong đoạn trích trên. Hoặc là người ta có thể hỏi là phân tích tâm trạng của các nhân vật trong đoạn trích trên. Đấy, phân tích tâm trạng của các nhân vật trong đoạn trích trên. Đấy, từ đó nhận xét ngòi bút hiện thực hoặc là ngòi bút nhân đạo của nhà văn Kim Lân. Hoặc là người ta cũng sẽ hỏi các bạn là nhận xét cái biệt tài phân tích tâm lý của nhà văn Kim Lân. Đấy, người ta cũng có thể hỏi các bạn. Với các yêu cầu phụ, nâng các yêu cầu phụ như thế thì bạn cũng có phải lường trước được nhá. Thực ra thì về đặc sắc nghệ thuật và đặc sắc nội dung thì cô cũng đã hướng dẫn các bạn trong cái buổi live stream về vợ nhạc rồi. Thì các bạn cũng sẽ xem lại, xem là cái bài giảng đấy như thế nào. Cô cũng đã tải lên YouTube rồi đấy. Và sau một ngày tải thì đã đến 5k lượt xem, 5.000 lượt xem. Trời ơi, các bạn cày view cho cô ác thế. Đấy, cô cảm ơn các bạn nhá. Cô nhận được 200 đô từ YouTube rồi. Cô cảm ơn các bạn nhá. Đấy, khổ lắm luôn ấy. Đó, cô cảm ơn tất cả các bạn nhiều. À, khi nào cô đã bảo là lên được đến 2.000 thì lát nữa lại dạy xong rồi cô sẽ tặng cho bạn bài viết đúng không? Cô sẽ đọc cho bạn nghe bài viết đúng không? Đấy, ok nhá. Nhân vật này. Rồi chúng ta sẽ cùng nhau đi phân tích cái yêu cầu của đề, đó chính là phân tích hình ảnh bữa cơm ngày đó trong đoạn trích trên. Từ đó nhận xét ngòi bút hiện thực của nhà văn Kim Lân. Bây giờ các bạn để ý cho cô như thế này cái đã. Nào. Thế nha, bây giờ các bạn nhìn vào cái hình ảnh nồi cháo này. Trước tiên, các bạn nhìn giúp cô về khi mà phân tích đoạn trích ấy, thì các bạn sẽ phân tích luận điểm, các bạn chia luận điểm ra ở trong cái đoạn trích đó. Vậy thì đầu tiên các bạn cần phải xác định các luận điểm của cái đoạn trích này như thế nào. Đó chính là gì ạ? Đó chính là đầu tiên chúng ta sẽ có một cái luận điểm thứ nhất. Đó chính là gì? Luận điểm 1, oh no. Các bạn sẽ có luận điểm 1. Đó chính là gì? Đấy, các bạn sẽ có một luận điểm, đó chính là cái hình ảnh bữa cơm ngày đó của bà cụ Tứ. Đầu tiên nó là hiện lên hình ảnh bữa cơm ngày đó. Để vào đây. Bữa cơm ngày đó hiện lên thật ảm đạm đúng không? Thật thảm hại. Đấy, thật thảm hại. Nó thảm hại như nào thì các bạn chứng minh đi nhá. Luận điểm 1 đó chính là
Hình ảnh bữa cơm ngày đói hiện lên thật thảm hại. Bây giờ thảm hại như thế nào? Thì bạn chứng minh nó thảm hại như này này. Nó thảm hại thứ nhất đó chính là nó là những cái món ăn mà dành cho động vật. Đúng không ạ? Đấy, thế nhá. Luận điểm 1 đây đó chính là gì ạ? Những cái món ăn. Đấy, những món ăn. Đấy chính là gì đây? Nó là những món ăn vô cùng. Nó là những món ăn toàn là những món ăn dành cho động vật thôi. Đúng không? Đấy, dành cho động vật thôi. Đó, đó chính là gì? Đó chính là rau chuối thái dối nhá. Đây các bạn nhìn này. Có độc một lùm rau chuối thái dối. Đấy. Một đĩa muối ăn với cháo. Cháo thì như thế nào? Cháo thì lõng bõng. Cháo thì lõng bõng nước. Mỗi người hai lưng đã hết nhẵn. Đấy nha. Đấy, đây là lùm rau chuối thái dối này. Đấy, được chưa nào? Một đĩa muối này ăn với cháo này. Mà cái niêu cháo ấy thì lõng bõng nước. Đấy, mỗi người hai lưng đã hết rồi. Mỗi người hai lưng đã hết. Cái gì đấy, tặng bài viết cái gì đấy? Bài viết về buổi sáng ngày hôm sau nhá. Bạn Trà My viết thì cô không biết là bài của bạn Trà My có chuẩn hay không. Đấy. Nhớ các bạn lưu ý này, bài viết về buổi sáng ngày hôm sau ấy, bạn Trà My bạn ấy có bảo viết nhưng cô không biết là bạn Trà My bạn có viết chuẩn hay không. Đấy, thế nhá. Nên là các bạn khi mà vào livestream của cô ấy, được như nào? Các bạn khi các bạn xin tài liệu của cô thì cô mong rằng là các bạn đừng có tìm cái điều đấy để đừng có lợi dụng cái điều đấy để comment nhá. Đấy. À, cô ơi xem màn hình đúng không? Ủa cô quên. Ờ xem màn hình. Được chưa? Thế nhá. Các bạn đừng có kiểu như là vào livestream của cô mà các bạn cần cái gì xong rồi là các bạn bảo là các bạn có xong rồi các bạn inbox về đấy không phải là tài liệu của cô. Nên cô cũng không chắc chắn được là nó sẽ như thế nào đâu nhá. Nhá. Được chưa ạ? Thế nhá các bạn nhá. Thế nên là bạn Trà My thì các bạn cũng phải nhớ như thế. Thế nào? Đấy các bạn có thể xin bạn Trà My nhưng đấy không phải là tài liệu của cô. Nên là các bạn cũng sẽ cần phải xem xét một tí nhá. Đấy. Đấy các bạn xem xét một tí. Thế nhá. Được chưa ạ? Thế nhá, cần xem xét nha. Đấy mà bạn Trà My thì cô cũng chưa biết bạn ấy là như thế nào cả. Thế là các bạn cũng chú ý. Xong nhá. Được chưa các bạn? Nhá. Bạn Trà My thì cô không biết là như thế nào đâu. Đấy vì cô cũng không biết bạn ấy. Thế nhá. Xong chưa? Bạn Trà My thì cô cũng không biết như nào đâu. Nên là các bạn cứ ấy đi. Kệ các bạn đấy nhá. Xong chưa nào? Đấy. Đấy là hình ảnh bữa cơm ngày đó hiện lên là như thế. Đấy, thật là thảm hại. Nó thảm hại như nào? Nó thảm hại đó chính là là bữa cơm đầu đó nàng dâu mới. Nhưng mà toàn những món ăn mà dành cho động vật thôi. Đó chính là gì đây? Đó chính là cháo thì niêu cháo thì lõng bõng nước này. Đấy, xong rồi gì nữa ạ? Rồi ăn với một đĩa muối này. Xong rồi mỗi người hai lưng thì đã hết nhẵn này. Đấy, như thế nào? Đấy, ăn với một lùm rau chuối thái dối này. Đó. Xong chưa các bạn?
Thế nhá. Đợi cô một tí. Sao như bạn? Ôi, đợi cô vào vấn đề đây. Rồi, ok. Thế nhá, luận điểm đầu tiên là các bạn chú ý cho cô là đây là bữa cơm ngày đầu đón nàng dâu về ra mắt. Đấy, và cũng chính là cái bữa cơm đầu tiên mà gia đình bà cụ Tứ phải tiếp đón nàng dâu mới. Bữa cơm đầu tiên như thế phải sửa soạn làm sao cho nó chỉnh chu, phải sửa soạn làm sao cho người con dâu cảm thấy ấm lòng. Đấy, bởi vì sao ạ? Bởi vì nó đã rất là tủi thân khi mà cái ngày trọng đại của nó đã không được tổ chức một cách trọn vẹn. Đấy, cái ngày quan trọng nhất của cuộc đời nó cũng không được có một cái bữa cơm, cũng không được một có một cái sự ra mắt theo đúng nghĩa của nó. Đấy, thế nên là cái bữa cơm đầu tiên này ấy, nó cũng sẽ đặt ra một cái thử thách rất lớn với bà cụ Tứ. Bà ấy phải làm thế nào để vừa an ủi được con dâu, đấy vừa xóa đi cái sự tủi thân trong nó. Đấy, nên mặc dù là bà ấy cũng đã rất là nỗ lực để chuẩn bị rất là nhiều món ăn. Đấy, có hẳn 3 món ăn trong bữa cơm ngày đó. Bữa cơm ngày đó hẳn 3 món là một điều gì đấy rất là cố gắng của bà cụ Tứ rồi. Tuy nhiên cái sự thật đấy, dù bà cụ Tứ có cố gắng đến đâu đi chăng nữa thì cũng cũng sẽ không thể tránh được một cái sự thật, đó chính là gì? Đó chính là đang sống giữa cái giai đoạn đói năm 1945. Người khối nhà còn không có miếng ăn, người ta còn phải chết như ngả dạ kìa, người ta còn phải chết vì đói ấy kìa. Thế nên là bà cụ Tứ đã rất là nỗ lực để chuẩn bị cái bữa ăn này. Tuy nhiên dù bà cụ Tứ có nỗ lực đến đâu đi chăng nữa, bà cụ Tứ có cố gắng đến mức nào đi chăng nữa thì cũng không thể nào có thể xóa đi được cái hiện thực, đó chính là gì? Đó chính là đang sống giữa cái năm 1945, đang sống giữa cái nạn đói kinh hoàng của dân tộc ta. Đấy, như nào? Đó, thế nhá. Tuy nhiên thì bữa cơm ngày đói cũng đã được tác giả khái quát trong một câu rất là chân thực và đau đớn. Đấy, đầy xót xa. Đó chính là bữa cơm ngày đói trông thật thảm hại. Hai cái từ thảm hại này ấy, nó đã nói lên được cái tính chất của bữa cơm. Hay nói một cách khác, nó chính là gì? Nó đã gợi lên được cái hoàn cảnh lúc bấy giờ. Đó chính là đói kém. Người ta có thể chết vì đói cơ mà. Người ta có thể tranh giành nhau vì đói cơ mà. Gia đình bà cụ Tứ có những hẳn 3 món ăn như thế này cũng đã là sự nỗ lực rất lớn của bà cụ Tứ rồi nhá. Đấy, đọc cũng là cái sự nỗ lực rất lớn của bà cụ Tứ rồi. Và đọc cái câu văn đó chính là đọc những cái món ăn, những cái món ăn nó hiện lên ấy thì lại làm cho chúng ta cảm thấy sống mũi mình như có cái gì đó cay cay. Chúng ta thương xót cho số phận của những con người phải sống trong cái giai đoạn này. Chúng ta thương xót cho bà cụ Tứ phải đối diện với một cái hoàn cảnh vô cùng éo le. Đời của bà cụ Tứ không chỉ trải qua sống, không chỉ sống trong nghèo đói, không chỉ sống trong nghèo khổ mà còn sống trong cả những nỗi tủi hờn ngày cuối đời nữa. Chúng ta thầm ước, giá như có một điều ước vào cái nạn đói này thì xin dành cho bà cụ Tứ để có thể an ủi bà những tháng ngày còn lại ở cuối cuộc đời của bà. Đấy, để cho bà bớt khổ đi, để cho bà vơi bớt đi những cái gánh nặng trong lòng, để cho bà cảm thấy thôi thì mình đã không làm được gì cho các con, đã không làm tròn bổn phận cho các con thì thôi, cái điều ước đấy dành lại cho đứa con dâu để có thể chuẩn bị cho nó một bữa ăn đầu làm dâu, làm sao cho nó không tủi hờn, làm sao cho nó không cảm thấy gọi là tủi thân, làm sao cho nó được an ủi. Nhưng dù cái điều ước đấy, dù chúng ta có mong cái điều ước đấy và dù chúng ta có khao khát cho bà cụ Tứ một điều ước thì chúng ta cũng không thể nào trốn tránh được sự thật. Chúng ta cũng không thể trốn tránh được cái hiện thực, đó chính là nạn đói năm 1945. Nha. Đấy, thế nhá. Cái lùm rau chuối thái dối ăn với muối kèm với một niêu cháo lõng bõng nước, nó đã phản ánh được cái sự thiếu thốn đến cùng cực của gia đình bà cụ Tứ nói riêng và của xóm ngụ cư cũng như dân tộc ta lúc bấy giờ. Đấy, nó chân thực một cách mà như nhà thơ Trế Lan Viên đã từng nói, đó chính là gì? Cả dân tộc ta đói nghèo trong rơm rạ. Nhà thơ Trế Lan Viên đã tổng kết giai đoạn đất nước ta vào năm 45 bằng một câu thơ đầy đau đớn, đầy thương xót và đầy ám ảnh. Cả dân tộc ta đói nghèo trong rơm rạ.
Đấy. Cái gì đấy? Có học không? Hả? Có học không thế? Có học không? Có học không? Không học thì thôi tắt like đi đi ngủ đây. Chứ dạo này đang khàn tiếng lắm. Mấy bữa nay cô khàn tiếng lắm. Khàn tiếng lắm. Yếu lắm, yếu lắm rồi. Xong chưa? Đấy. Và khi miêu tả về cái hiện thực đấy, khi miêu tả tổng quát về cái bữa cơm ngày đói đấy, khi miêu tả về cái sự hiện thân của bữa cơm đấy, thì nhà văn khi miêu tả về cái hình ảnh bữa cơm ngày đói hiện lên thập thảm hại như thế, thì nhà văn Kim Lân đã dùng, đã rất là tinh tế và đã phản ánh một cách vô cùng chân thực. Đấy. Nhà văn đã như thâm nhập vào cuộc sống của chính những con người nghèo khổ để cùng họ trải nghiệm, để cùng họ nói lên cái khó khăn, cái vất vả, để cùng họ hiểu, để đồng cảm với cái cuộc sống nghèo khổ của họ. Thế nên là khi chỉ với hai câu văn đầu tiên thôi, chúng ta vừa thấy được hiện thực, chúng ta vừa thấy được tấm lòng nhân đạo của nhà văn Kim Lân. Càng phản ánh hiện thực rõ bao nhiêu thì chúng ta cảm thấy được cái sự đồng cảm của nhà văn Kim Lân với những kiếp người trong nạn đói bấy nhiêu. Đấy. Chỉ và người ta có một cái nhận định, đó chính là gì? Người ta có một ai đó đã từng nói, đúng như ai đó đã từng nói, chỉ khi nào nhà văn đồng cảm và sống trong cuộc sống của nhân vật mình thì nhà văn mới có thể hiểu hết được nỗi lòng, hiểu hết được những khao khát ước muốn trong họ. Và văn học với chức năng của nó, đó chính là phản ánh cuộc sống, đó chính là thể hiện những tâm tư tình cảm trong con người. Thì nhà văn Kim Lân bằng hình ảnh của bữa cơm ngày đói đã bắt chọn được những khoảnh khắc đó, đã bắt chọn được những cảm xúc đó để thể hiện lên trang văn của mình, để bắt người đọc cùng khóc cùng cười với nhân vật của ông, để chúng ta cùng đồng cảm với nỗi đau của nhân vật, cùng đồng cảm với sự khốn cùng, sự khó khăn thiếu thốn giữa cái nạn đói này cùng với những nhân vật trong truyện ngắn, đặc biệt là bà cụ Tứ. Thế nên người ta mới nói là tự nhà văn là người thư ký trung thành của thời đại, cũng bởi lẽ là như thế. Càng phản ánh hiện thực rõ bao nhiêu, càng phản ánh hiện thực một cách chân thực bao nhiêu, thì áng văn chương đó lại càng có giá trị bấy nhiêu. Bởi thế cho nên nhà văn Nam Cao mới từng nói, đó chính là gì? Nghệ thuật không cần là ánh trăng lừa dối. Nghệ thuật không nên là ánh trăng lừa dối. Nghệ thuật chỉ có thể là những tiếng đau khổ kia thoát cho những kiếp lầm than. Và ngòi bút của Kim Lân đã đi sâu vào từng ngóc ngách của nhân vật và phản ánh từng ngóc ngách của hiện thực, để phản ánh đúng cái hiện thực đó, để cho chúng ta thấy được nghệ thuật không cần là ánh trăng lừa dối, cũng đọng lại trong chúng ta những cái ám ảnh riêng. Nghệ thuật cũng không nên là ánh trăng lừa dối để lừa dối chúng ta một cái thứ ảo ảnh. Nghệ thuật cứ chân thực như thế, cứ trần trụi như thế, cứ đau đớn như thế thì lại càng gợi cho chúng ta những cái ám ảnh. Và càng ám ảnh bao nhiêu thì chúng ta lại càng thương xót những con người trong nạn đói năm 1945 bấy nhiêu. Càng đau đớn bao nhiêu thì chúng ta lại càng đồng cảm với bà cụ Tứ bấy nhiêu. Chúng ta lại càng thấy được và nâng niu được cái vẻ đẹp trong tâm hồn của bà cụ Tứ. Bà cụ Tứ với tấm lòng của một người mẹ bao la, dù sống giữa cái nạn đói năm 1945 như thế, sống giữa cái tao đoạn mà đến miếng ăn cũng còn không có, nhưng với tình yêu thương các con, với sự đồng cảm với cái nỗi tủi hổ trong lòng của người vợ nhặt, bà đã chắt chiu đến những giặt, bà đã chắt chiu đến những điều cuối cùng trong gia đình bà để sửa soạn một bữa cơm ngày đói, tuy có ảm đạm nhưng lại mang đến một cái không khí vô cùng đầm ấm. Đó chính là gì? Đó chính là cái ý thứ hai trong cái luận điểm một, đó chính là cái tình cảm của những con người, tình cảm của gia đình bà cụ Tứ khi đối diện với cái bữa cơm này thế nào. Đó chính là gì? Các bạn để ý nhé. Các bạn để ý này. Đây là ý 1 này. Đấy, đây chính là ý 1. Đó chính là cái hiện cảnh bữa cơm này. Và ý thứ hai các bạn sẽ thấy đó chính là gì? Ý thứ hai đó chính là cái tâm trạng của con người khi đối diện với cái hiện cảnh như thế này. Đó chính là gì? Dù có bữa cơm có ảm đạm nhưng mà cả nhà đều ăn rất ngon lành. Đấy, bà cụ Tứ vừa ăn vừa kể chuyện làm ăn, gia cảnh với con dâu. Bà nói chuyện toàn chuyện vui thôi, toàn chuyện sung sướng sau này thôi. Đấy, và chưa bao giờ trong nhà này mẹ con lại đầm ấm hòa hợp như thế.
không biết rằng là cái luồng sinh khí mới mà nhà văn Kim Lân đã thổi vào trong bức tranh, đã thổi vào trong xóm ngụ cư ấy, không biết là do vô tình hay cố ý, nhưng chính cái luồng sinh khí ở mới ấy chính là Thị, và nó cũng đã thổi vào trong gia đình bà cụ Tứ một cái làn gió mới. Dù giữa cái hiện cảnh này có hiện thực có chua xót bao nhiêu, hiện thực có là thảm hại đến bao nhiêu từ cái bữa cơm hiện lên, nhưng gia đình bà cụ Tứ cũng đã có một không khí mới. Đó chính là gì? Không còn ảm đạm như trước nữa, mà trong gia đình lúc này mẹ con lại đầm ấm hòa hợp đến thế. Đấy. Và cả nhà đều ăn rất ngon, đối diện với những cái món ăn mà chúng ta không hề muốn đối diện, chúng ta không hề muốn chứng kiến trong cái bữa cơm của cái gia đình ngày. Nhưng mà cả nhà đều ăn rất ngon. Đấy. Và cái không khí nói chuyện, bà cụ Tứ đã tạo ra những niềm vui cho các con bằng những câu chuyện sung sướng sau này. Bà kể toàn những chuyện sung sướng sau này thôi. Và chính những cái câu chuyện sung sướng ấy, nó đã ký thác cái niềm tin của bà cụ Tứ vào tương lai. Đó chính là gì? Sau này khi nào có tiền, Ta mua lấy đôi gà. Đấy, khi nào có tiền ta mua lấy đôi gà. Tao tin rằng cái chỗ đầu bếp kia mà làm cái chuồng gà thì tiện quá, ngoảnh đi ngoảnh lại chẳng mấy mà có ngay một đàn gà. Người một nhà văn đã từng nói, nhà văn không nhớ, cô không nhớ là nhà văn nào đã từng nói là chi tiết nhỏ làm nên nhà văn lớn. Và cái chi tiết, cái hình ảnh đôi gà này này, nó cũng làm lên một cái, nó cũng góp phần làm nên cái sự thành công cho truyện ngắn này. Khi lia trọn vẹn và bắt trọn vẹn khoảnh khắc hy vọng về niềm tin trong bà cụ Tứ. Bà cụ Tứ tin rằng, đấy, chỉ cần hướng tới ngày mai thì ánh sáng sẽ đến. Và bà cụ Tứ tin rằng các con của bà với sự yêu thương cưu mang và đùm bọc lẫn nhau thì ông trời sẽ cho khá. Và nó cũng đúng như cái lời mà bà đã nói với con dâu: ai giàu ba họ, ai khó ba đời. Chỉ cần chúng mày liệu mà bảo ban nhau làm ăn thì mạnh ra ông trời cho khá. Vậy thì cái việc mà bà ký thác niềm tin, gửi gắm niềm tin vào các con, đó chính là vợ chồng chúng mày liệu nhau, bảo nhau mà làm ăn, nó cũng đã được gửi gắm qua cái hình ảnh đôi gà này. Đấy, bà tính mua đôi gà. Đôi gà phải chăng là cái sự hiện thân của anh cu chàng và người vợ Nhật? Không biết điều đấy có đúng hay sai. Đấy, không biết điều đó có là một cái ý trong dụng ý của nhà văn Kim Lân hay không. Nhưng chỉ cần nghĩ đến đôi gà, chúng ta chỉ cần nhìn thấy cái niềm tin của bà cụ Tứ gửi vào đôi gà thì chúng ta sẽ thấy đó là ánh sáng của ngày mai. Và ngoảnh đi ngoảnh lại chẳng mấy mà có một đàn gà cho mà xem. Khi cái đôi gà ấy đã sản sinh và đã tạo nên một đàn gà thì chắc chắn nó sẽ đẩy lùi cái đói về sau. Đấy. Và cái hình ảnh đôi gà, nó là một cái hạt mầm gieo trồng vào mảnh đất khô cằn mang tên bữa cơm thảm hại ngày đói. Nhưng nó đã ký thác niềm tin của con người vào tương lai. Và chúng ta nhận ra một điều: dù cuộc sống có tăm tối đến đâu, dù có cuộc sống có đường cùng đến đâu, nhưng chỉ cần con người ta có niềm tin vào tương lai thì bóng tối sẽ ngả sau lưng. Nha. Các bạn có viết được không? Các bạn có viết được không? Các bạn có viết được không? Đấy, các bạn có viết được không? Khánh ơi, Khánh viết một cái câu mà nghe nó không có xuôi tai một tí nào. Khánh ơi, xong chưa? Đấy, được chưa nào? Đấy chính là cái ý chính thứ hai mà các bạn viết. Trong cái ý chính thứ hai này, các bạn cần phải nói về cái tâm trạng của anh cu chàng nữa nhá. Đó chính là gì ạ? Đó chính là khi trong cái lời nói của mẹ, trong cái niềm tin của bà cụ Tứ và tương lai ấy, được chưa nào? Đấy, anh cu chàng chỉ vâng thôi. Và cái sự việc, cái điều mà anh cu chàng vâng ngoan ngoãn ấy, nó cũng thể hiện cái niềm tin của anh cu chàng. Bởi vì sao ạ? Các bạn để ý này.
Các bạn ơi, các bạn có cảm thấy ồn không? Để cô bật cái quạt chứ cô nóng quá. Ôi Phương Ly. Trời ơi. Phương Ly. Phương Ly ở đâu ấy nhỉ em nhỉ? Trời ơi, mỗi livestream của cô mà không có Phương Ly thì chắc nó cũng thiếu đi rất là nhiều thứ. Mỗi livestream của cô mà Phương Ly nó không xem ấy thì có nghĩa là nhiều bạn buồn đấy. Bởi vì không có ai gõ lại những lời mà cô nói. Nhí Ly nhỉ? Đấy cô là rất là thích con bé Ly vậy nhá. Đấy mỗi livestream của cô mà không có Ly ấy chắc là nó cũng ảm đạm lắm ấy. Không biết là bạn Ly ở đâu không biết. Bạn Ly ở tỉnh nào em nhỉ? Các bạn phải cảm ơn bạn Ly nhá. Đấy, xong chưa? Rồi bây giờ chúng ta đến tiếp theo. Các bạn phải đến đến anh cu chàng này. Đấy nè. Đấy, các bạn phải chú ý đến anh cu chàng. Bên nhìn này. Anh cu chàng ấy cũng hưởng ứng những cái suy tính của mẹ về tương lai. Đấy, chàng chỉ vâng, vâng rất ngoan ngoãn. Và cái chi tiết này này, nó cũng thể hiện cái niềm tin của anh cu chàng vào tương lai. Bởi vì ấy, như thế này này, các bạn có biết tại sao lúc này đối với anh cu chàng ấy nó chỉ hiện lên một câu thôi. Đấy. Đấy, nó chỉ hiện lên một câu thôi. Nhưng mà nó cũng thấy được rằng cái niềm tin của anh cu chàng ở đấy. Và các bạn có biết rằng là tại sao lúc này chàng chỉ ngồi im và ngoan ngoãn thôi. Và ngoan ngoãn vâng lời một cách rất ngoan ngoãn không? Có bạn nào thử suy luận một tí xem nào. Ở Nghệ An à, có thi ra Hà Nội không? Đấy, nếu như mà nào mà thi ra Hà Nội mà đỗ rồi thì gặp cô nhá. Đấy, cô rất là muốn tặng quà cho bạn bạn Ly luôn ý. Cô rất là muốn tặng bạn Ly một một món quà luôn ý. Thế nhá. Rửa hề, em ở Nghệ An phải không? Em nghe ở Nghệ An này. Trời ơi, Nghệ An là đất học đó, đừng đùa. Đúng là bạn Ly xứng đáng được 1.000 người yêu. Đúng rồi, đấy bạn Ly xứng đáng được 1.800 bạn yêu. Đấy chàng chàng rất là ngoan ngoãn. Đúng không? Chàng rất là ngoan ngoãn và nghe lời. Đấy các bạn có thấy thế không? Chàng rất là ngoan ngoãn, rất là hưởng ứng đối với những cái câu chuyện mà bà cụ tứ vẽ ra, đối với cái viễn cảnh tương lai mà bà cụ tứ vẽ ra. Đấy, thế nhá. Đấy thì các bạn sẽ thấy là gì ạ? Đây nào, đấy những cái tương lai của những cái kế hoạch trong tương lai mà bà cụ tứ vẽ ra. Đấy chàng thì gì ạ? Các bạn phải để ý một điều như này. Tại sao ấy? Các bạn để ý nhá, trong cái buổi sáng ngày hôm sau này chàng nói rất ít. Chàng im lặng. Đấy, chàng im lặng và chàng chỉ gọi là rất là vâng lời một cách ngoan ngoãn thôi. Đấy, theo các bạn ấy thì tại sao chàng lại vâng lời ngoan ngoãn như thế? Đấy, bởi vì các bạn biết này này. Các bạn phải biết một điều như này này, đó chính là trước khi cái bữa cơm ngày đói này diễn ra thì nó có một cái viễn cảnh nữa. Đấy, một cái đoạn nữa, một cái phân cảnh nữa, đó chính là chàng khi thức dậy. Có nghĩa là chàng vào buổi sáng ngày hôm sau ấy. Thực ra ấy, tất cả những trăn trở của anh cu chàng, tất cả sự ngạc nhiên của anh cu chàng, hạnh phúc của anh cu chàng nó đã diễn ra ở cái lúc mà anh cu chàng tỉnh dậy rồi. Và đến bây giờ là anh cu chàng nó rất là thực tế. Đấy, anh cu chàng đang im lặng hưởng ứng, có nghĩa là anh cu chàng cũng có niềm tin vào tương lai. Nhưng mà anh cu chàng lúc này á chỉ im lặng thôi. Bởi vì sao ạ? Chỉ im lặng thôi bởi vì như này này, bởi vì cả một tương lai phía trước. Các bạn sẽ thấy một điều nhá. Người người vợ Nhật và anh cu chàng ở trong cái đoạn bữa cơm ngày đói này. Đấy rất là im lặng. Đấy chỉ có hưởng ứng với mẹ thôi. Mẹ mới là người mà người mẹ ở cái bữa cơm ngày đói này này, như là một người diễn viên chính ấy. Còn anh cu chàng và người vợ Nhật đấy chỉ là dân nhân vật phụ thôi, để làm nổi bật nhân vật bà cụ tứ thôi. Nhưng mà nhân vật phụ ấy cũng phải hưởng ứng với nhân vật chính để làm nổi bật cái tư tưởng của nhà văn ở đó. Thế nên là anh cu chàng lúc này chỉ im lặng thôi, bởi vì anh cu chàng đã là nhân vật chính ở trong cái đoạn trước rồi. Và sau đây thì anh ấy cũng hưởng ứng, anh ấy cũng ngoan ngoãn và đồng ý, đồng tình với cái niềm tin của bà cụ tứ, để cho thấy được rằng là cái niềm tin của bà cụ tứ ấy nó không lạc lõng, nó không chơi vơi, và nó có cơ hội để trở thành hiện thực nếu như anh cu chàng nhận thức được một điều gì đó. Và cái điều mà anh cu chàng nhận thức ấy nó sẽ đến và kết thúc câu chuyện, và nó sẽ mở ra một cái tương lai mới hơn, một cái tương lai tươi sáng hơn. Thế nhá. Đấy, ở đây thì cô sẽ tập trung vào phân tích bà cụ tứ và bà cụ tứ là nhiều. Đấy, thế nhá. Rồi bây giờ
chúng ta sẽ đến cái đoạn tiếp theo. Đó chính là khi mà cái đấy chính là hình ảnh bữa cơm ngày đói. Nhưng mà cô vừa mới nói đó chính là gì ạ? Cô vừa mới nói đó chính là gì? Đó chính là bà cụ Tứ là nhân vật chính trong cái đoạn trích này. Đấy. Nhưng dù bà có diễn hay đến đâu đi chăng nữa, bà ấy cũng không thể tránh được hiện thực. Cô vừa mới nói với các bạn đó chính là gì? Cô vừa mới nói đó chính là gì? Bà cụ Tứ là diễn viên chính trong cái phân đoạn này, là người dẫn dắt cái câu chuyện này, là người dẫn dắt cái mạch chuyện ở cái phân đoạn này. Đấy. Nhưng bà cụ Tứ dù có diễn xuất sắc đến đâu đi chăng nữa, dù có dẫn dắt cái mạch chuyện này lôi cuốn đến đâu đi chăng nữa, cũng không thể tránh được một cái hiện thực, đó chính là gì? Cả nhà đang đà vui bỗng ngừng lại, niêu cháo lõng bõng mỗi người hai lưng đã hết nhẵn. Trước khi đến cái bữa cơm này này, bà cụ Tứ đã rất là kỳ công để chuẩn bị nó. Đây là bữa cơm do bà cụ Tứ chuẩn bị. Vậy có nghĩa rằng là gì? Có nghĩa là một cái vấn đề, một cái bài toán rất khó đặt ra cho bà cụ Tứ và bắt buộc bà cụ Tứ phải giải, mà giải một mình chứ không phải là có sự đồng lòng của các con nữa. Đó chính là bà phải làm thế nào để tạo ra một bữa cơm mà nó có bất ngờ, nó có thể vơi bớt đi cái sự tủi thân của người vợ nhặt, nó cũng làm cho người con dâu cảm thấy được quan tâm khi ở gia đình chồng. Thế nên các bạn sẽ thấy nhá, khi cái nồi cháo này, khi cái nồi, cái niêu cháo lõng bõng nước mỗi người hai lưng đã hết, thì bà cụ Tứ đặt bát đũa xuống, vui vẻ nhìn hai con. Cái chi tiết này nó cho các bạn thấy điều gì ạ? Đấy. Cái chi tiết này nó cho thấy điều gì? Các bạn có nghe thấy tiếng quạt không? Cái chi tiết này nó cho thấy các bạn điều gì? Là các bạn là trả lời được không? Cái chi tiết này nó đã cho các bạn thấy điều gì? Đấy. Nhá. Đấy, chàng chỉ bà lão đặt bát đũa xuống, nhìn hai con vui vẻ. Chúng mày đợi u nhá, tao có cái này hay lắm cơ. Bà lão lật đật chạy xuống bếp, lễ mễ bưng nồi cháo, khói bốc lên nghi ngút. Có nghĩa rằng là gì? Có nghĩa rằng là ấy, bà cụ Tứ đã chuẩn bị trước cái tình huống này rồi. Và cái sự hết của cái niêu cháo này, nó cũng nằm trong cái sự tính toán của bà ấy rồi. Thế nên là bà ấy muốn tạo cho các con một bất ngờ. Đó chính là bà đã chuẩn bị riêng một nồi chè khoán. Đấy, gọi là chè khoán thôi, nhưng thực chất đấy là cháo cám. Có nghĩa là bà ấy đã vốc những cái vốc cháo cuối cùng để nấu thành cái nồi chè khoán. Đấy, nấu thành cái nồi cháo cám để đãi các con. Đấy, thế nên là khi cái niêu cháo lõng bõng nước kia kìa, cái bữa cơm chính kia kìa, nó hết đấy, thì bà rất vui vẻ nhìn các con. Bởi vì bà biết các con sẽ rất là ngạc nhiên và bất ngờ. Đấy, cái nồi chè khoán này này, nó sẽ là một niềm bất ngờ đối với các con. Nó là một món quà bà dành tặng riêng cho các con và để chúc phúc cho các con. Dù cái miếng cháo đấy, dù cái nồi chè khoán đấy, nó làm cho thị đấy tối sầm mắt lại. Đấy, tối sầm mắt lại khi nhìn thấy cái bát cháo này. Và là cái nồi chè khoán này, nó làm cho anh cu chàng chôn mặt lại. Đấy, miếng cháo đắng chát và ngặt nghẹn bứ ở cổ. Nhưng nó sẽ được rửa trôi một cách nhanh chóng, bởi nhờ tình yêu thương bao la của người mẹ. Cô đã nói rồi, dẫu biết mang tất cả những điều trong cuộc sống này lên bàn cân so sánh thì đều là khập khiễng. Không biết được rằng là cái miếng cháo đấy nó sẽ đắng đến đâu. Đấy, cái sự điềm nhiên của người vợ nhặt, nó sẽ để lại trong chúng ta cái ám ảnh về cuộc đời người phụ nữ ngày đầu đi làm dâu ra sao. Nhưng sẽ tin chắc một điều, chúng ta sẽ hy vọng và tin chắc một điều, với tình yêu bao la của bà cụ Tứ, để gom nhặt lại tất cả những gì còn sót lại cuối cùng để nấu lên cái nồi chè khoán này, nó sẽ là thứ tình yêu ngọt ngào nhất. Và chính cái hương vị ngọt ngào nồng nàn trong tình yêu của bà cụ Tứ, nó sẽ xóa nhòa mọi đắng chát và nghẹn bứ từ cái miếng cháo này trong miệng anh cu chàng và người vợ nhặt. Người ta đã nói rằng là tình mẹ đấy, người ta đã nói là tình mẹ, tình mẹ bao la như biển Thái Bình
dàn dào. Cô nhớ chắc chắn là các bạn đã nghe cái bài hát đấy rồi. Tất cả trong cuộc sống này đều không bao giờ có thể cân đo đong đếm được với tình mẹ. Tình mẹ luôn luôn là thứ mà làm cho chúng ta có thể vơi hết đi được mọi vị đắng cay chua chát của cuộc đời. Vậy nên đối với người vợ nhặt, dù chị ấy có tủi thân hay dù chị ấy có đắng chát cái miếng cháo đấy trong miệng, đấy, có miếng chè khoán đấy trong miệng, nhưng chắc chắn chị ấy cũng sẽ cảm nhận được tình yêu bao la của bà cụ Tứ dành cho mình. Nên là dù miếng cháo có gì, đây này, nên này, đấy, nên các bạn nhìn này, người con dâu đón lấy cái bát, đưa mắt lên nhìn, hai con mắt của thị tối lại thì vẫn điềm nhiên và vào miệng. Cái hành động điềm nhiên và vào miệng này đã cho thấy thị vô cùng nâng niu trân trọng tình cảm của bà cụ Tứ. Thị hiểu bà cụ Tứ, thị hiểu những ngổn ngang trong bà cụ Tứ, thị hiểu những điều mà bà cụ Tứ rất là, bà cụ Tứ đã làm gì để cho cái bữa cơm này nó có hai cái phân đoạn, nó có hai cái luồng cảm xúc khác nhau như thế. Bà đã cố gắng nỗ lực thế nào để tạo ra niềm vui cho các con. Đấy mới là điều mà người ta trân quý, đấy mới là điều mà người ta nâng niu trân trọng. Thế nên đấy cũng đã chính là điều để cho dù miếng cháo có đắng chát đến đâu thì vẫn sẽ điềm nhiên vào miệng và nuốt một cách dễ dàng, một cách nhẹ nhàng, để cho bà cụ Tứ không thể nhìn thấy được những cái khoảnh khắc diễn biến trong người vợ nhặt khi đón lấy cái bát này, bát cháo này. Thế nên là người ta mới nói là gì ạ? Chúng ta chỉ có, thế nên nhà văn Kim Lân mới chia sẻ đó chính là gì? Đó chính là gì ạ? Chỉ có tình người mới có thể nâng đỡ con người ta vượt qua những hoàn cảnh khó khăn thôi. Đấy, chỉ có tình người mới có thể làm cho người ta. Em nghe bài đấy một lần nhưng cô nghe cô hát thì nhiều lần. Ok, thế nhá. Đấy, các bạn cần phải phân tích như thế nhá. Các bạn cần phải phân tích là cái sự đón nhận cái bát, cái nồi chè khoán này này của người vợ nhặt và anh cu chàng để tô đậm thêm cho cái tâm trạng của bà cụ Tứ. Thế nhá. Đấy, như thế nào? Đấy, giờ các bạn sẽ nói rõ giúp cô về cái diễn biến tâm lý của bà cụ Tứ. Đó chính là gì? Đó chính là bái rất đon đả, bái rất là vui vẻ. Đấy, bái kéo lại cảm xúc trong bữa cơm đầu tiên của các con. Nếu như không có cái sự khéo léo đấy bạc của bà cụ Tứ ấy, bữa cơm ngày đói sẽ là một bữa cơm ám ảnh hơn bao giờ hết. Nó sẽ chỉ dừng lại ở những niềm tin ở tương lai trong mơ hồ của người ta thôi. Đấy, các bạn nhớ nhá. Đấy, các bạn sẽ nhớ nhá. Các bạn nhớ này, nếu như không có sự tinh tế khéo léo của bà cụ Tứ trong cách vận chuyển cái tình huống này, thì bữa cơm ngày đói sẽ dừng lại với những cái niềm tin chỉ còn ở trong trí óc mà thôi. Đấy. Và bữa cơm ngày đói sẽ không đong đầy cảm xúc và để lại ấn tượng trong lòng người đọc một cách mạnh mẽ như thế. Bữa cơm ngày đói nó diễn ra với các cảm xúc trong lòng người đọc như sau. Thứ nhất là sự thương xót về cái sự thảm hại của bữa cơm. Thứ hai là nhen nhóm trong chúng ta một cái ngọn lửa niềm tin về tương lai. Nhưng chúng ta cũng cảm thấy ấm áp vô cùng trước cái tình yêu thương con của bà cụ Tứ. Đấy mới là điều người ta cần giữa cái nạn đói này. Và đó cũng chính là một cái mồi lửa, một cái ngọn lửa thắp sáng cho chúng ta niềm tin vào tương lai. Chúng ta cảm thấy mình được, mình tin hơn, mình yêu hơn, và mình muốn sống cho ra con người hơn khi chúng ta có tình thương. Bởi thế cho nên có một câu nói mà cô rất thích, đó chính là chỉ có yêu thương mới tạo ra sự tử tế, bạo lực chỉ tạo ra bạo lực mà thôi. Câu này cô đã dùng rất nhiều trong Chiếc Thuyền Ngoài Xa. Nhưng cô thiết nghĩ, đấy, chỉ có yêu thương mới tạo ra sự tử tế, nó cũng rất phù hợp với chuyện ngắn Vợ Nhặt của nhà văn Kim Lân. Bởi vì chỉ có yêu thương, con người ta mới có những hành động tử tế, là yêu thương cưu mang đùm bọc lẫn nhau. Chỉ có sự yêu thương chan chứa và chân thành của bà cụ Tứ mới để cho một người con dâu dù tủi thân trong bữa cơm đầu tiên làm dâu nhưng cũng cảm thấy ấm lòng. Nhớ các bạn nhé. Đấy, đối với cô thì cô sẽ phân tích văn như thế. Còn không biết là các bạn có thích cái điều đấy hay không thì cô cũng không biết. Đấy, cô không biết rằng là các bạn có thích cái điều này không. Nhưng đó chính là những điều mà cô muốn viết cho chuyện ngắn này. À, cho cái đoạn này, cho đoạn này, thế nhá. Đấy,
Đấy là đối với cái đoạn này thì các bạn sẽ phân tích như thế. Và bữa cơm ngày đói đã kết thúc bằng một cái chi tiết vô cùng ám ảnh. Đó chính là gì? Bữa cơm từ đấy không ai nói một câu gì. Họ cắm mặt, họ cắm đầu ăn cho xong. Họ tránh nhìn mặt nhau, một nỗi tủi hờn len lỏi trong tâm trí của họ. Đây là cái cảm xúc ngưng đọng nhất trong đoạn trích này nói riêng và trong toàn bài, trong toàn truyện ngắn Vợ Nhặt nói chung. Thực ra cái cảm xúc ngưng đọng này này, nó không làm cho người ta sự hụt hẫng, mà nó làm cho người ta sự tò mò về diễn biến của câu chuyện tiếp theo. Đấy. Và diễn biến của câu chuyện tiếp theo là một con đường với một tia sáng ở cuối đường hầm. Đó chính là hình ảnh anh cu chàng sau một quá trình nhận thức và trỗi dậy. Đấy, sau một quá trình thay đổi rất nhiều cung bậc diễn biến trong tâm lý của mình. Từ liều lĩnh nông nổi đến việc ngạc nhiên, rồi đến những cái giây phút lặng xuống trong bữa cơm ngày đó, thì anh cu chàng cũng đã nhận ra được ánh sáng và cũng đã thay đổi được nhận thức về cách mạng. Và hình ảnh lá cờ đỏ bay trên đê sộp hiện lên trên tâm trí của anh cu chàng ở cuối câu chuyện chính là một cái kết thúc mở. Và đó cũng chính là cái kết thúc gửi gắm niềm tin của nhà văn Kim Lân dành cho thiên truyện này. Nếu như không có chi tiết kết thúc truyện là hình ảnh lá cờ đỏ phấp phới bay trên đê sộp hiện trên tâm trí của anh cu chàng, thì truyện ngắn Vợ Nhặt của nhà văn Kim Lân cũng sẽ nằm trong một cái vòng luẩn quẩn, cũng sẽ làm mang cái nguồn cảm hứng của những truyện ngắn giai đoạn năm 1930-1945 mà thôi. Cũng là một cái kết thúc đầy sự trăn trở, cũng là một cái kết thúc đem như cái tiền đồ của chị Dậu mà thôi. Cũng là một cái kết thúc để lại cho chúng ta rất nhiều ám ảnh, như kết thúc của Chí Phèo. Đấy, chết trên cái vũng máu trong tiếng kêu thống thiết ai cho tao lương thiện. Nó cũng là một cái câu chuyện buồn như trong truyện ngắn Hai Đứa Trẻ của nhà văn Thạch Lam. Nó cũng là một cái kết thúc buồn như thế nếu như không có đoạn trích về sau. Tuy nhiên câu chuyện dừng lại ở đây, với một nỗi tủi hờn len lỏi vào trong tâm trí của mọi người, là một nốt nhạc lặng xuống để cho chúng ta lấy lại cảm xúc của mình, để cho chúng ta thương yêu về những con người này hơn, chúng ta hướng tới tương lai mãnh liệt hơn, và chúng ta tò mò về cái kết thúc truyện hơn. Và kết thúc truyện chính là cao trào cho thiên truyện này, và đó cũng chính là cái điều mà nhà văn Kim Lân muốn nhắn gửi. Tuy nhiên cái đoạn trích bữa cơm ngày đó thì hãy để cho lòng mình, hãy để cho cảm xúc trong mình lắng lại để chúng ta có thể trỗi dậy về đoạn sau. Thế nhá. Xong chưa nào? Đấy, đấy chính là về bữa cơm ngày đó. Bây giờ chúng ta sẽ đi nhận xét về đây đây, các ý chính thì cô đã lọc ở đây cho các bạn rồi nhá. Bây giờ chúng ta sẽ đi nhận xét về yêu cầu phụ một chút, đó chính là nhận xét ngòi bút hiện thực của nhà văn Kim Lân. Vừa nãy nó có lên được 2.000 không nhỉ các bạn nhỉ? Vừa nãy nó có lên được 2.000 không? Để cô còn... Vừa nãy nó có lên được 2.000 không hả các bạn? Để cô còn tặng các bạn bài viết. Nào, bây giờ chúng ta sẽ đến với yêu cầu phụ nhé. Yêu cầu phụ yêu cầu bạn là nhận xét về ngòi bút hiện thực của nhà văn Kim Lân. Bây giờ là hiện thực như thế nào ạ? Đấy, nhà văn Kim Lân đã không trốn, đã không né tránh sự thật, đã phản ánh sự thật. À, không né tránh hiện thực, đã phản ánh hiện thực và phản ánh một cách rất chân thực cái sự thê thảm của con người ta, cái sự thảm hại của người ta trong bữa cơm ngày đó. Đấy nhá, đấy nhá, nó hiện lên đúng cái tính chất thê thảm của con người đấy. Con người ta phải ăn cháo cám, con người ta phải ăn rau chuối thái dối, con người ta phải ăn muối. Đấy, con người ta phải ăn một cái niêu cháo lõng bõng nước, bởi vì làm gì có đồ ăn đâu, làm gì có cơm ăn đâu mà ăn no cho được. Đấy, thế nào, làm gì có cơm đâu mà ăn no cho được. Đấy, nên phải tìm đến những cái món ăn dành cho động vật để duy trì sự sống. Đấy chính là hiện thực của dân tộc ta. Đấy chính là bối cảnh dân tộc ta vào những năm 45,
vào năm 1945. Đó chính là cái hiện thực mà 2 triệu đồng bào ta chết đó. Đấy chính là cái hiện thực mà nó đã để lại trong tâm trí chúng ta một nỗi ám ảnh, và nó đã để trong trái tim của chúng ta một vết thương không bao giờ lành. Chúng ta sẽ mãi đau đớn khi sờ lại cái vết thương đấy. Chúng ta sẽ mãi cảm thấy nhói đau khi sờ lại, khi nhớ lại cái vết thương đấy. Làm sao chúng ta không đau cho được? Làm sao chúng ta không thấy tim mình nhói đau cho được? Khi 2 triệu đồng bào ta chết đói, khi đồng bào ta, dân tộc ta, những con người sống trong cái nạn đói đấy phải ăn đến những món ăn dành cho động vật. Tuy nhiên, với cái tấm lòng, với tấm lòng nhân đạo của mình, nhà văn Kim Lân đã để cho con người sống trên cái mảnh đất khô cằn đấy, sống trên cái mảnh đất thiếu thốn đấy, sống trên cái mảnh đất mà chúng ta phải nhặt nhạnh từng giọt hạt cơm, hạt gạo cuối cùng, từng cái nắm cháo cuối cùng để nấu thành một nồi cháo. Thì nhà văn Kim Lân đã thể hiện cái niềm tin, thể hiện cái niềm khao khát và sự vươn lên hoàn cảnh của con người. Hiện thực càng trần trụi bao nhiêu, hiện thực càng đau đớn bao nhiêu, hiện thực càng thê thảm bao nhiêu, thì niềm tin của nhà văn Kim Lân, rồi niềm tin của nhà văn Kim Lân, tấm lòng nhân đạo của nhà văn Kim Lân lại càng tỏa sáng bấy nhiêu. Và đó cũng chính là điều mà chúng ta muốn, và đó cũng chính là một cái kết thúc mà chúng ta muốn cho số phận của những con người rơi vào trong hoàn cảnh này. Và chuyện ngắn vợ nhặt đã để lại cho chúng ta một cái tư tưởng vô cùng nhân văn nhân đạo, một cái bài ca, một cái điều mà con người ta hướng tới, đúng như nhà văn Kim Lân đã chia sẻ, đó chính là gì? Đó chính là nhà văn Kim Lân muốn viết một câu chuyện. Đấy, muốn phản ánh một cái hiện thực để làm gì ạ? Để ca ngợi tình người trong nạn đó. Dù đấy, nên như đúng nhà văn Kim Lân đã chia sẻ, đó chính là gì ạ? Đó chính là gì ạ? Đó chính là tôi muốn viết một câu chuyện. Đấy, nhà văn Kim Lân đã chia sẻ đó chính là gì? Tôi muốn viết một câu chuyện. Đấy, khi viết về nạn đói, viết về người đói, người ta thường viết về sự khốn cùng và bi thảm. Trong văn của Kim Lân có khốn cùng, trong văn của Kim Lân có bi thảm, nhưng với con mắt của một thời cảm mới, nhà văn Kim Lân khi viết về con người trong nạn đói thì muốn viết với một ý khác. Đó chính là gì? Trong hoàn cảnh khốn cùng, dù cận kề bên cái chết, nhưng những con người ấy vẫn không nghĩ đến cái chết mà hướng tới sự sống, vẫn hy vọng tin tưởng ở tương lai, họ vẫn muốn sống cho ra con người. Đấy, và chính cái tư tưởng ấy đã chi phối toàn bộ mạch cảm xúc của thiên truyện này. Và đó, và chính cái điều yếu tố đấy cũng để cho vợ nhặt gửi thương gửi nhớ trong lòng bạn đọc, trong lòng độc giả. Để đến bây giờ đã hơn nửa thế kỷ trôi đi, nhưng mà chúng ta vẫn nhớ, chúng ta vẫn nhớ về vợ nhặt với cái thời cảm đấy, với cái tư tưởng đấy, với tấm lòng của một nhà văn, một lòng đi về với đất, với người, với thuần hậu nguyên thủy nông thôn. Chúng ta sẽ yêu sao mãi trang văn của Kim Lân khi ở đó luôn chan chứa tấm lòng của ông. Dù hiện thực có thê thảm đến mức nào thì chúng ta vẫn thấy yêu sao những trang văn thê thảm đấy. Dù khi đọc những trang văn hiện thực của Kim Lân, chúng ta thấy nhói đau trong trái tim mình, nhưng chúng ta vẫn thầm cảm ơn Kim Lân đã viết nên những trang văn đầy hiện thực nhưng cũng đầy chan chứa tình cảm như thế. Đấy, đấy chính là về chuyện ngắn vợ nhặt nhé. Đấy chính là về bữa cơm ngày đói nha các bạn nhé. Cháu ạ. Cô ơi, chiếc thuyền ngoài xa đi. Chiếc thuyền ngoài xa cô đã viết rồi. Chiếc thuyền ngoài xa cô đã viết rồi. Thế nhá. Chiếc thuyền ngoài xa cô đã viết cho bạn rồi. Bây giờ cô sẽ viết giúp bạn mở bài. Hiểu sao bạn Phương Ly bạn ấy có thể gõ nhanh được như thế luôn đấy. Thật sự cái trình độ gõ như mà
Thật sự không hiểu sao mà bạn bạn Ly bạn có thể gõ nhanh như thế luôn ấy. Hả Ly, ăn cái gì mà gõ nhanh thế? Cô ấy up bài viết đi không? Bài viết cô chỉ đọc cho các bạn thôi. Đấy. Trời ơi, trong trong live stream của cô nhá, rất là tự hào khi có Trang Moon và Phương Ly luôn đấy. Gõ kinh khủng khiếp luôn. Thề luôn đấy cô. Thề luôn trong cái live stream của cô nhá. Đấy. Trong cái live stream của cô nhá, rất là tự hào khi có bạn Phương Ly và bạn Trang Moon luôn. Toàn những người gõ đỉnh cao thôi, khiếp sợ thật. Đấy, toàn những người gọi là đỉnh của đỉnh thôi. Đỉnh của đỉnh luôn đấy, khiếp sợ thật. Chúng mày gõ làm cô sợ luôn, có Trang Moon với Trang Moon với gì nhỉ? Trang Moon với Ly, Phương Ly. Đấy, Trang Moon ở đâu nhỉ? Em nhỉ? Quê ở đâu nhỉ? Lê Thị Thùy Linh thì để mẹ cô tự hào chứ. Mày có làm được gì cho cô đâu mà cô tự hào. Đấy. Thôi thì sau này chẳng hạn như mày có về nhà cô thì mày để mẹ cô tự hào nhé. Đấy, hoặc là mày để em cô tự hào nhé. Cô chả có gì tự hào về mày cả. Thế không? Đấy, hãy cố gắng làm người con dâu tốt để tự hào, để mẹ cô tự hào nhé. Được chưa? Xong chưa nào? Bây giờ cô sẽ đọc cho bạn nghe cái bài viết. Cô ơi, cô có thể giảng sơ bài sóng được không ạ? Mai nhá. Ok, mai cô giảng cho. Cô ơi, cô áp tràng buổi sáng ngày hôm sau đi, em ngóng từ hôm qua giờ buổi sáng ngày hôm sau. Hôm đấy cô bảo các bạn là phải được 3K thì cô mới áp. Nhưng các bạn được có 2K9 thôi. Nhưng hôm nay cô bảo các bạn được 2K thì cô áp. Nhưng mà các bạn được có 1K9 thôi, cô không biết là có nên áp hay không này à. Đấy, thôi thì cô đọc cho bạn nghe vậy nhá. Đấy, thôi thì cô đọc cho bạn nghe vậy. Đấy, bây giờ chưa được thì thôi thì mình cứ đọc nhá. Cô đọc cho bạn nghe được chưa ạ? Khổ lắm cơ. Ok. Nào. Bài này rút ra từ sách luyện đề. Đấy, bài này rút ra từ sách luyện đề nhá. Nào. Hiện thực cuộc sống luôn là mảnh đất màu mỡ để các nhà văn tìm kiếm chất liệu sáng tác. Nằm trong nguồn mạch cảm hứng ấy, nạn đói những năm đất nước nhở. Nạn đói năm 1945. Đấy. Nạn đói năm 1945 đã trở thành chủ đề mà nhiều nhà văn hướng tới. Nếu cái đói trong Nam Cao luôn đặt nhân vật của mình trong tình huống đầy thử thách, cái đói trong Thạch Lam đặt con người giữa ranh giới mong manh của những nhu cầu xác thịt và nhân phẩm của những người nhân phẩm, thì vợ nhặt của Kim Lân lại được ở khai thác ở khía cạnh rộng hơn. Thông qua truyện ngắn Vợ Nhặt, nhà văn Kim Lân không chỉ gợi ra hiện thực cuộc sống những năm 1945 mà còn làm sáng, là còn ánh lên ánh sáng của tình người cao cả qua hình ảnh bữa cơm ngày đói của gia đình bà cụ Tứ. Là một cây bút nặng tình với người nông dân, Kim Lân đã lách sâu vào tâm lý và cảnh ngộ của họ để lấy nguồn cảm hứng cho những trang văn của mình. Bởi thế nên ông được coi là nhà văn một lòng đi về với đất, với người, với thuần hậu nguyên thủy nông thôn. Nhắc đến Kim Lân là nhắc đến con đẻ của đồng ruộng. Ông chuyên viết về đề tài nông thôn và đồng bằng Bắc Bộ. Những trang viết về làng quê của Kim Lân đâu đâu cũng là đất, là hương vị, là nếp sống của làng quê Việt Nam phả vào đời sống một cách dung dị và chân chất. Kim Lân là mẫu nhà văn quý hồ tinh bất quý hồ đa, viết kỹ lưỡng, viết từ gan ruột, không chấp nhận sự nhạt nhẽo, giả tạo theo nhận định của Đỗ Kim Hồi. Kim Lân viết ít, nhưng một khi đã cầm bút thì tác phẩm nào cũng là một đứa con tinh thần ấn tượng. Và truyện ngắn Vợ Nhặt là một tác phẩm như thế. Truyện có tiền thân là tiểu thuyết Xóm Ngụ Cư, được viết ngay sau cách mạng tháng 8 năm 1945. Nhưng do mất bản thảo nên mãi đến năm 1954, Kim Lân dựa vào một phần cốt truyện cũ mà viết nên Vợ Nhặt. Vợ Nhặt đã trở thành một tác phẩm kinh điển trong nền văn xuôi Việt Nam vào thế kỷ 20, tiêu biểu cho một tấm lòng khắc khoải sâu và chân thành của người nghệ sĩ, luôn hướng ngòi bút của mình về những người nông dân nghèo khổ, hướng tới nơi có tình yêu thương. Thông qua truyện ngắn Vợ Nhặt, nhà văn Kim Lân đã thắp lên trong lòng mỗi người bạn đọc một ngọn lửa mang tên niềm tin. Chúng ta tin rằng nạn đói không chỉ là đói khổ, đó là lúc con người ta rát tỏa ra yêu thương lên bức tường thành của cuộc đời. Mở đầu
Tác phẩm, nhà văn Kim Lân đã mở ra bức tranh xóm ngụ cư đầy u ám. Trong bức ảnh ấy, có hình ảnh con người được miêu tả như bóng những bóng ma. Ôi chết cha. Đấy. Ok. Yeah. Đấy, ok, hình như cái bài này sao mình thấy quen thế nhỉ? Đấy, các bạn có thể viết như thế. Nhưng với kể để các bạn viết được cái bài này như này, các bạn phải có viết sức viết thật tốt. Đấy, bài này trong sách giáo trong sách xanh em thuộc rồi. Rồi Lê Hồng Phong. Trời ơi khủng khiếp thế. Thế là ôi tim có sách xanh nhỉ? Ok ok thế nhá. Đấy, thì các bạn sẽ biết về cái luận điểm 1 này. Đấy à, cái gì nhỉ? Ok. Thôi, thế thôi, không các bạn, không các bạn ấy đấy. Thuộc ư, đỉnh thế. Thuộc văn của cô là một đỉnh cao đấy. Bởi vì cô viết khá dài nha, bơn bớ. Thôi nha. Đấy, xong các bạn viết luận điểm 1 này. Các bạn viết bữa cơm ngày đó hiện lên như thế nào này. Xong bạn viết về con người khi đối diện với bữa cơm mình như thế nào này. Đấy, như thế nào, vui vẻ này. Cả nhà vui vẻ với nhau này. Đây này, đối lập với đĩa chuối thái rối đắng ngắt với bát cháo lõng bõng nước không đủ lấp đầy bụng là một không khí gia đình vô cùng ấm áp. Thì ra, trong khốn cùng thiếu thốn vẫn có những trái tim yêu thương đủ đầy để tạo nên không khí ấm cúng. Những con người ấy, những trái tim ấy khiến cho họ dường như quên đi cái đói và cả nhà ăn đều rất ngon lành. Hiện thực dẫu có khó khăn thế nào, nhưng lòng người ta vẫn không bị cái đói bào mòn, mà ngược lại, họ đã cùng nhau thắp lên ngọn lửa ấm của ngôi nhà đơn sơ. Xen lẫn bữa cơm ấy là những câu chuyện chân thành và đong đầy yêu thương của người mẹ già nghèo khổ. Bà cụ Tứ đã không ngần ngại kể chuyện cho đứa con dâu về gia cảnh của mình. Chính những yêu thương chia sẻ ấy đã làm cho họ gắn kết với nhau hơn. Cũng chính trong hoàn cảnh khốn cùng ấy, tình cảm mà con người trao cho nhau thật chân thành và sâu sắc. Hoàn cảnh thử thách con người, nhưng cũng chính trong thử thách ấy, con người lại càng trân quý nhau hơn. Bữa cơm ngày đói, do đó, không chỉ phản hiện được cuộc sống bần hàn, đói nghèo, mà còn ẩn chứa giá trị nhân văn sâu sắc. Tình yêu thương, đồng cảm giữa con người với con người đã làm bừng sáng cái tinh thần nhân đạo và giá trị nhân văn của truyện ngắn Vợ Nhặt. Bữa cơm ngày đói càng giàu giá trị biểu đạt hơn khi được thể hiện cả những ước mơ, niềm tin của những mảnh đời nghèo đói như bà cụ Tứ, như mẹ con bà cụ Tứ. Trong bữa cơm, bà không chỉ kể về gia cảnh mà còn kể những câu chuyện sung sướng sau này. Bà kể toàn những chuyện vui thôi mà không hề than phân thân trách phận. Đấy, trên cái hiện thực đấy, con người mơ những giấc mơ rất đẹp về cuộc sống ấm no đầy đủ trong tương lai. Rồi đây chàng sẽ có một đôi gà làm vốn, nó sẽ tiếp tục sinh sôi ngoảnh đi ngoảnh lại, chẳng mấy mà có đàn gà cho mà xem. Đấy, đấy các bạn có thể viết như thế. Đấy các bạn để viết như thế nhá. Nào, đấy viết thế như thế. Đấy, chè khoán, chè khiếc lên như thế nào. Xong rồi các bạn đi đến nó gọi là yêu cầu phụ. Đấy thì cô đọc cho các bạn nghe yêu cầu phụ cho xong nhá. Đấy, xong như nào. Em sẽ dựa vào mở bài của cô để chế thành mở bài của em. Em kinh khủng khiếp nha. Đấy, em hơi bị kinh khủng khiếp đấy. Nào, bây giờ cái yêu cầu phụ cho các bạn này. Có thể nói, bữa cơm ngày đói đã làm nổi bật nội dung chủ đề tư tưởng của truyện ngắn Vợ Nhặt. Bữa cơm ấy vừa gợi lên từ cái hiện thực cụ thể, vừa khái quát lên giá trị tư tưởng của nhà văn Kim Lân. Bữa cơm ấy làm sáng ngời vẻ đẹp của con người lao động. Nếu như ở trên, bà cụ Tứ gợi ra những giấc mơ hy vọng về tương lai, thì đến đây, người mẹ nghèo khổ ấy lại sáng ngời một niềm tin lạc quan mãnh liệt. Dù đã khốn khó đến nỗi cả nhà phải ăn cháo cám, nhưng bà vẫn rất tươi cười. Phải chăng nụ cười ấy là để xóa tan đi cái khổ đang gắng chịu và cũng là để động viên các con. Thậm chí, bà càng lạc quan cho rằng
gia đình mình vẫn còn hơn các gia đình khác khi khối nhà còn không có cháo cám mà ăn đấy. Trong tận cùng của đói khổ, người nông dân vẫn ngời lên vẻ đẹp của những vẻ đẹp đáng quý, làm nên cái vẻ đẹp trong tâm hồn của người nông dân Việt Nam. Nhà văn Kim Lân cũng đã có lần tâm sự, khi viết về nạn đói, người ta thường viết về sự khốn cùng và bi thảm. Khi viết về con người năm đói, người ta hay nghĩ đến cái chết. Nhưng tôi muốn viết một chuyện ngắn với ý khác. Trong hoàn cảnh khốn cùng, dù cần kề bên cái chết, nhưng những con người ấy vẫn không nghĩ đến cái chết, vẫn hướng tới sự sống, hy vọng, vẫn tin tưởng ở tương lai. Họ vẫn muốn sống cho ra con người. Và tư tưởng ấy đã chi phối nhà văn trong quá trình sáng tác, để rồi chúng ta có một vợ nhặt giàu giá trị như ngày hôm nay. Nếu không có tư tưởng sâu sắc, độc đáo thì thiết nghĩ vợ nhặt cũng sẽ không tạo được ấn tượng riêng và để lại ấn tượng trong lòng người đọc sâu sắc đến thế. Người đọc đến với văn chương, ngoài những khám phá về những câu chuyện, những giá trị nghệ thuật, thì còn đến để tìm kiếm những điều mới mẻ, tìm kiếm những khoảnh khắc thanh lọc trong tâm hồn mình. Mặt khác, người đọc đến với vợ nhặt còn nhìn được một cách tổng quát về bộ mặt đất nước, về khái quát về đất nước ta những năm 1945. Tác truyện ngắn Vợ Nhặt xứng đáng là một áng văn xuất sắc, vừa giàu giá trị hiện thực, vừa thấm đẫm tinh thần nhân đạo. Kim Lân và Vợ Nhặt xứng đáng là bông hoa nở đẹp nhất giữa cánh đồng văn chương. Như vậy, bằng tài năng nghệ thuật độc đáo, bằng cách xây dựng tình huống đặc sắc, bằng con mắt quan sát tinh tế, cùng trái tim của một người gắn bó với làng quê, Kim Lân đã gửi hết tâm tư của mình và đứa con tinh thần mang tên Vợ Nhặt. Đồng thời, Bữa Cơm Ngày Đói có sẽ làm nền cho những vui vẻ, lạc quan, niềm tin của con người tỏa sáng. Trong tận cùng của vất vả, trong tận cùng của đói khổ, vẻ đẹp của con người vẫn được thắp sáng với những hy vọng và tương lai. Vợ Nhặt vì thế mà cho đến nay đã trải qua bao lớp bụi của thời gian nhưng vẫn còn nguyên giá trị trong lòng người đọc. Chấm. Đấy, cô đọc chậm để cho bạn Ly gõ đấy. Hiểu à? Đấy, cô đọc chậm cho bạn Ly gõ đấy. Đấy, các bạn viết như thế thì xem có được 9 không? Các bạn viết như thế mà cô mà không được 9, không được 4.5/5 thì chắc cô chết. Các bạn thử viết như thế đi, xem có được 9 không. Đấy. Còn các bạn vừa muốn cô like cái gì nhỉ? À, các bạn còn muốn cô tổng ôn sóng đúng không? Đúng không? Các bạn muốn cô tổng ôn sóng đúng không? Ok, sáng mà ngày mai thì cô sẽ tổng ôn sóng cho bạn nhé. Rồi, vậy là Vợ Nhặt cô đã hướng dẫn các bạn rồi này. Sông Đà này, Chiếc Thuyền Ngoài Xa này, Vợ Chồng A Phụ này, là cô đã hướng dẫn các bạn những tác phẩm trọng tâm rồi đấy. Nhá. Vậy thì cô đã hướng dẫn các bạn trong các tác phẩm trọng tâm rồi. Bây giờ các bạn muốn cô chữa đề nào thì cô sẽ chữa đề đấy cho các bạn thôi. Thế nhá. Đấy, ok, là. Thế nhá. Vậy là chúng ta sẽ dừng buổi học ngày hôm nay tại đây. Và ngày mai thì cô sẽ đi tổng ôn cho các bạn sóng vậy. Thế nhá. Ok. Ngày mai cô sẽ đi tổng ôn cho các bạn sóng. Thế nhé. Rồi ok. Chúng ta sẽ dừng đáng sợ. Thế nào, công nhận là cô thật là cái livestream của cô nó sẽ rất buồn tẻ nếu như thiếu đi bạn Phương Ly và bạn bạn gì Moon nhỉ? Trang Moon. Thế nhá. Trang Moon khủng khiếp. Ok chưa nào? Đấy, ok này. Thế nhá, vậy là cô cảm ơn tất cả các em. Hy vọng rằng là trong những ngày sắp tới thì chúng ta sẽ đồng hành với nhau. Livestream được cái gì thì livestream hả? Thế
Thế nhá, rồi ok, bye bye các em. Chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ trúng đẻ. Thế nhá, rồi ok, buổi livestream này cô sẽ... Ô. Đấy, ghê nào. Buổi livestream ngày hôm nay thì chúng ta sẽ dừng lại ở đây. Và cô sẽ chúc các bạn mơ với những giấc mơ trúng đẻ. Thế rồi, ok, cảm ơn tất cả các em. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn trong tiết học tiếp theo.